nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo lên tiếng về mối quan hệ với Hoa hậu Phan Kim Oanh. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo khẳng định anh rất yêu mến Oanh nhưng có lẽ phải hẹn Oanh kiếp sau. Kiếp này, chúng tôi sẽ mãi là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo vừa chính thức lên tiếng trước thông tin về mối quan hệ với Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới Phan Kim Oanh. Cụ thể, câu chuyện này gây xôn xao dư luận xuất phát từ màn tương tác trên mạng xã hội của cặp đôi này. Trong đó, nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ bức ảnh chụp với đông đảo khán giả trong một đêm diễn. Phía dưới phần bình luận, Phan Kim Oanh đã để lại dòng bình luận "Em ở đâu?". Ngay lập tức, nghệ sĩ Quang Tèo đã trả lời một cách ngắn gọn và gây bão: "Em ở trong tim". Giải thích về mối quan hệ của mình với Hoa hậu Kim Oanh, nghệ sĩ Quang Tèo cho biết: "Tôi và Oanh làm việc với nhau từ rất lâu. Chúng tôi khá ăn ý trong việc đóng vợ chồng. Vì làm việc cùng nhau thường xuyên nên chúng tôi cũng khá thân thiết và cởi mở để có thể vào vai một cách tự nhiên nhất". Anh cũng bày tỏ đã biết Kim Oanh từ khi Người đẹp chưa đăng quang Hoa hậu và mỗi giai đoạn cột mốc trong cuộc đời cô, anh đều chứng kiến và rất nể phục. Oanh đã vượt qua nhiều giông bão cuộc đời để đứng vững và tỏa sáng đến thời điểm này. "Tôi là đàn ông nên rất nể Oanh. Tôi rất yêu mến Oanh nhưng có lẽ phải hẹn Oanh kiếp sau. Kiếp này, chúng tôi sẽ mãi là anh em, đồng nghiệp thân thiết", nghệ sĩ Quang Tèo nói. Về phía Phan Kim Oanh, cô cũng bộc bạch: "Tôi thấy anh Quang Tèo rất thân thiện, dễ gần và nhiệt tình trong công việc. Cuộc sống đời thường anh em chúng tôi như ruột thịt hỗ trợ nhau, vì nhau không tính toán được rất nhiều người yêu mến. Anh chính là nghệ sĩ của nhân dân trong khắp nơi cả nước và kiều bào". Người đẹp đến từ Hải Phòng cũng tiết lộ thời gian tới cô và anh Quang Tèo sẽ thực hiện dự án phim cùng nhau. Trong dự án này sẽ có những phân đoạn mà cô sẽ khiến khán giả rất bất ngờ. Hoa hậu Phan Kim Oanh sinh năm 1988. Trước khi trở thành Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế hay nhiệm kỳ 2022 đến 2023, cô được nhiều khán giả biết đến với vai trò là diễn viên qua các bộ phim Lửa Ấm, Tình Yêu và Tham Vọng, Về Nhà Đi Con, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Làng Ế Vợ, Đại Gia Chân Đất,